Cerato bản 1.6 đang chia hot và nóng ngoài thị trường bây giờ là chức năng auto lock, tự động chốt cửa khi đi với vận tốc 20 km/h. Thì hôm nay em sẽ tháo một xe này cho các bác xem ạ. Cứ tháo tháo vậy. Đây ạ, vị trí rác này ạ. Vị trí rác có 5 giây đây các bác nhé. Theo như là các bác trong nhóm thì là các bác chỉ rút rác này ra là xong. Coi như là rác này bỏ không đi ạ. Được. Cho em đi. Thả vào, cái này cắm vào. Ừ. 1.6 à. Rút rác và không lắp thiết bị gì. À, lắp đó. Nhẹ nhàng quá nhỉ.